What's up? Chào mừng các bạn đến với kênh Tư Duy Movie Game. Rồi, hôm nay sẽ là game gọi là những câu đố troll nhau, những câu đố gọi là đố mẹo. Thì cái phần này là phần những câu đố hại não kinh điển. Chúng ta bắt đầu chơi thử nha. Rồi, có bao nhiêu level tổng cộng đây? Rồi, cái này cũng... Wow, 36 level. Tức là chúng ta phải chia ra 18. Mỗi dòng là 18 cái. Rồi, cái video đầu tiên tôi sẽ chơi 18 dòng nha. Rồi, một cái video nữa sẽ là 18 dòng cuối cùng. Wow, cái này hơi nhiều ạ. Là một con chim cổ kiến. Nhấn. À, đúng là cái kinh điển thiệt. Nó sẽ hướng dẫn các bạn luôn sao? Không được nhớ hết tất cả con chim. Cười kinh dị quá. Mới giọng hai đó khó vậy. Dòng này các bạn phải chọn con chim đó. Còn lý do tại sao chọn thì không biết. 11:05, 7:25, 11:05, 7:25, 7:25. Cái này giống trong Sherlock Holmes đó ta. Đúng không? Rồi cái này là bó tay luôn. Cái này khác hẳn những cái phần trước. Tôi đi bó tay. Sập là các bạn sẽ chết đúng không? Cái trò này đi xuống. Không, cái này đi xuống thì bò được rồi. Ôi rồi thấy quăng não lại khi chơi. Quá nóng. Đây. Quá lạnh. Hai cái tấm mài này có gì không? Tấm mài bên đây. Cái này sẽ lượt gà. Cái tấm mài bên kia có một chỗ các bạn lượt gà. Mà sao này bơi lên hả? Một cái nón. Bỏ tiêu rồi. Sao? Ủa cái gì? Tôi đi mới đụng cái chỗ viên đá, tự nhiên cái nó hút hết nước xuống. Cái game này đúng là còn thiếu não hơn những game trước nữa. Chóng mặt. Hồi xưa cái kiểu chụp hình nó sáng mắt các bạn, chụp là đuôi mắt luôn. Chấm mắt lại. À rồi, các bạn nhấn vào mặt nó sẽ nhắm mắt lại ha. Vậy thôi, cái này cũng được. Sao về đích được? Cuối cùng cũng thấy giải được một số cái. Giống như cái kẹo hả? Các bạn như cái kẹo nó tự động rớt xuống. Đơn giản ha. Mình không nghĩ ra. Rồi cái này là tân trang đầy đủ sao qua được cổng giám sát đây. Ray.
Tức là không qua được cổng thì bạn phải đi đầu x-ray đúng không? Cái mà gọi là scan cái đồ á. Một bộ gây cứng. Sao? Cho bông rơi ra rơi xuống vậy. Các bạn sẽ nhớ để đi từ từ. Nếu đi từ từ đừng có để nó bị tâm trúng đúng không? Ủa kiểu nào cũng chết mà. Đợi hả? Đợi hay gì? À, chúng ta phải kéo xuống, trời ơi. Ui. Giỡn hoài ba, làm gì vậy? Ủa khoan từ, nãy chúng ta mới nhấn cái chỗ nào? Tôi đi nãy nhấn cái chỗ cái mái nhà. Thì cái con gà nó phóng ra. Gà phóng ra thì nó dí thằng kia. Thằng này nó lật lại thoát nạn. Các bạn nhấn cái chỗ cái chân, các bạn gần cái chỗ mà mái nhà. Mua apple. Ăn liền. Này thì đơn giản rồi. Làm sao để được vô club? Làm sao để được vô club? Thành VIP được vô, các bạn nhấn cho sáng. Sao? Các bạn thành VVIP. Thành tổng thống Trump. Ồ, Obama chứ. Rồi, cái này sao? Táo rớt hả? Táo rớt ùn cục không được gì hết trơn. Sao? Nhấn vô đây. Các bạn nhấn giữ thì cái sẽ lớn lên rồi cái. Ủa tức là đè bể đầu không được mà phải đè chết thì được đúng không? Sao nhảy xuống? Cái con gà sao không hiểu sao cái phần này lại có con gà khùng đó. Đó nào cũng chết. Kéo xuống như vậy. Xong 17. Ủa gì vậy? Còn chưa định hình được cái giọng nó như thế nào. Các bạn chỉ cần đẩy nó quay về là được rồi. Âm 50 độ. Cho nó ấm lên. Còn cháy luôn. Được. Nó ấm cái hình nó cháy luôn. Vô nhà liền. Rồi, chúng ta đã xong 18 level đầu tiên. Các bạn hãy đón xem video tiếp theo để coi 18 level sau nha. Và các bạn có yêu cầu về game gì các bạn comment phía dưới tôi thấy nha. Và mong là bạn thích video này. Tạm biệt.